từ Bình Phước đến xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức lập nghiệp từ năm 2007. Ông Đinh Văn Hảo ở Bon Điêng Đu, xã Đắc Ngo đã trải qua quá nhiều những khó khăn vất vả khi hàng ngày phải đi lại trên tuyến đường liên xã Đắc Ngo. Vào mùa mưa, xe máy phải lắp xích mới có thể đi được. Năm 2021, khi tuyến đường được thi công, ông và người dân địa phương vô cùng phấn khởi, không những tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất để bàn giao mặt bằng, ông còn cho đơn vị thi công mượn mặt bằng để tập kết vật liệu, cho sử dụng nguồn nước để thi công tuyến đường. Trước đây là con đường là nó đi vất vả lắm, đường nó lầy lội, mùa mưa lầy lội, còn mùa khô thì nó bụi mịt mù. Đấy, bây giờ là đã có tuyến đường mà nó lưu thông thông thương đường như thế này là người dân của chúng tôi là rất cảm ơn. Dự án đường Quảng Tâm Đắc Ngo là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm huyện Tuy Đức. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 6 miền núi, mặt đường được láng nhựa hoặc đổ bê tông rộng 5,5m, lề đường rộng 1,5m. Tại những điểm dốc xung yếu được thiết kế mương thoát nước bê tông. Dự án do hai nhà thầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoa Phương và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sài Gòn thi công. Tại trục 1 do Công ty Hoa Phương thi công từ km 00 đến km 20 cộng 678, khối lượng đã hoàn thành khoảng 85%, hiện còn 4,8 km. Nếu thời tiết thuận lợi, sẽ hoàn thiện mặt đường và đổ bê tông trong những ngày tới. Dự kiến cuối tháng 7 này, phần việc của đơn vị sẽ hoàn tất. Anh em chúng tôi là cũng cố gắng là thi công vào những cái mùa mưa, lúc nào mà nắng ráo là bọn tôi tập trung tập kết đổ bê tông để cho nó hoàn thành sớm cái tiến độ đường ra. Ngay từ khi công trình khởi công, với vai trò là chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Tuy Đức đã chủ động làm việc với nhà thầu, tiến hành xây dựng phương án thi công, đặc biệt đối với các vị trí xung yếu phức tạp về địa chất để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình. Đồng thời, thường xuyên cử cán bộ chuyên môn bám công trình để kiểm tra giám sát việc thi công tuyến đường. Dự kiến khoảng 2 tháng nữa, tuyến đường sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là tuyến đường huyết mạch và được cái sự mong mỏi của bà con nhân dân là rất là lâu. Cũng được sự đồng tình của Trung ương, của tỉnh để bố trí nguồn vốn cơ bản đủ, đúng. Và báo cáo anh là thời điểm này là hiện tại là khối lượng công trình đã đạt trên 85%. Và hiện nay là nhà thầu thi công đã tận dụng hết mọi nguồn lực, tập trung hết mọi nguồn lực để hoàn thiện một nền và chỉ cần thời tiết nó thuận lợi thêm một tí nữa là cơ bản là sẽ đạt được trên 90-95%. Tuyến đường nối trung tâm huyện Tuy Đức với xã Đắc Ngo là tuyến đường mơ ước của người dân địa phương từ nhiều năm nay. Khi hoàn thành, việc giao thương hàng hóa cũng như đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.